Xin chào quý anh chị đã quay trở lại với kênh của Tâm Hyundai Đồng Tháp. Thì trước mặt quý anh chị là mẫu xe Hyundai Tourer, một mẫu xe 7 chỗ mới của nhà Hyundai. Thì hôm nay Tâm sẽ làm video để hướng dẫn quý anh chị mình cái cách sử dụng dòng xe này. Chắc có lẽ là quý anh chị đang sử dụng dòng xe này rất là nhiều luôn ha. Tại vì hiện tại cái mức giá đang rất là ưu đãi luôn. Thì hôm nay Tâm sẽ làm video để hướng dẫn quý anh chị mình cái cách sử dụng dòng xe này cho quý anh chị mình đang sở hữu xe hoặc là đang chuẩn bị nhận xe, có thể hiểu rõ về xe, sử dụng xe một cách tối ưu và hiệu quả nhất ha. Thì đầu tiên thì Tâm sẽ hướng dẫn quý anh chị mình cái cách sử dụng chìa khóa của xe này. Thì trên tay Tâm là chìa khóa Hyundai Tourer phiên bản cao cấp ha quý anh chị. Phiên bản cao cấp thì nó sẽ được trang bị 4 phím bấm. Phím đầu tiên là phím lóc cửa. Này, phím lóc cửa nó có cái biểu tượng chìa khóa đóng ha. Mình lắp cửa thì xe sẽ tạo tín hiệu bằng một nháy đèn và đồng thời gương chiếu hậu sẽ được gặp lại luôn ha quý anh chị, gặp lại luôn. Cửa xe mình sẽ bị lóc. Rồi, tiếp theo là cái nút mở khóa cửa thì nó sẽ có cái biểu tượng chìa khóa và mở ra. Rồi, mình mở khóa cửa thì gương chiếu hậu sẽ được mở ra, đồng thời lúc này thì các cửa xe sẽ được mở để mình vào xe ha quý anh chị. Đây, tiếp theo là cái nút đề nổ từ xa. Trong phân khúc MVP 7 chỗ này thì chỉ có Hyundai Tourer được trang bị nút đề nổ từ xa, giúp cho quý anh chị mình có thể làm mát xe trước khi mà mình vào xe ha. Rồi, đầu tiên thì nếu mà để đề nổ từ xa thì quý anh chị mình cần bấm khóa và nhấn nút hơn cho đến khi xe được đề đổ máy. Rồi, nếu mà quý anh chị muốn tắt máy thì mình chỉ cần nhấn tiếp phím hơn một lần nữa, hoặc quý anh chị quên thì nó sẽ tự động tắt máy trong vòng 10 phút ha quý anh chị. Rồi, tiếp theo nút cuối cùng là cái nút hơn, có biểu tượng cái cốp mở lên, có nghĩa là cái nút hơn này có chức năng là mở lóc cái cốp để cho mình có thể mở cốp ở vị trí khóa ha quý anh chị. Đây, nó mở lóc để mình mở cốp lên. Đây. Rồi, có rất nhiều trường hợp được xảy ra mà quý anh chị thường đặt câu hỏi cho Tâm, ví dụ như đây, trường hợp mà cửa xe chưa đóng kín nè. Cửa xe chưa đóng kín thì mình có khóa được không ha? Để Tâm khóa thử ha. Đây. Tâm khóa thì nó không nháy đèn luôn nha. Không nháy đèn, đồng thời xe mình sẽ không được khóa. Đây, xe mình sẽ không được khóa ha. Rồi, và tiếp theo Tâm để chìa khóa trong đây, để chìa khóa trong đây thì cửa xe nó sẽ khóa không, xe vẫn không khóa nha, và nó tạo tín hiệu cho quý anh chị biết là chìa khóa còn trong xe, là nó sẽ kêu tít tít ở phía ngoài ha. Đây, Tâm sẽ làm lại đó, như quý anh chị cũng đã nghe thấy rồi. Đó là các cái tính năng trên cái chìa khóa ha quý anh chị. Rồi, thêm một cái loại nữa, có nghĩa là bây giờ chìa khóa trên tay Tâm nhưng mà Tâm bấm lắp không được thì Tâm sẽ vào xe để xem xe nó còn cái hiện tượng gì mà vẫn không có lắp được ha. Đây, trên đồng hồ nó sẽ báo nè. Đây, có nghĩa là đang ở vị trí D, cần số đang ở vị trí D thì xe sẽ không lốc được nha quý anh chị. Quý anh chị có bấm lốc cỡ nào thì nó sẽ cũng không có lốc được xe. Rồi, đó là các tính năng và các loại quý anh chị thường mắc phải khi sử dụng cái dòng xe Hyundai Tourer ha. Tiếp theo thì Tâm sẽ giới thiệu chi tiết cái bên ngoài ngoại thất trước, rồi Tâm sẽ vào nội thất để giới thiệu quý anh chị các chi tiết trong xe ha. Thì đầu tiên thì bên ngoài thì quý anh chị cũng đã thấy là đây là cái đèn định vị ban ngày dạng led luôn ha quý anh chị. Để Tâm mở đèn lên cho quý anh chị thấy rõ cái không gian ngoại thất của xe. Đây, đây là đèn định vị ban ngày nối liền từ bên phải và bên trái luôn ha. Logo Hyundai được đặt lên phía trên nè, giúp cho xe nó sang trọng hơn. Lưới tản nhiệt mà đèn bóng luôn. Đèn pha cốt thì được trang bị đèn pha cốt dạng led luôn ha quý anh chị.
và đặc biệt thì được trang bị cái công nghệ đèn pha thích ứng luôn ha anh chị. Đèn pha thích ứng thì một xíu nữa vào trong xe Tâm sẽ hướng dẫn cụ thể quý anh chị mình cái bật cái tính năng đèn pha thích ứng lên ha. Đây, mâm xe thì được trang bị mâm xe 15 inch mâm đúc hộp kim, đây hình ngôi sao rất là sắc nét luôn, rất là sắc nét luôn. Và đặc biệt nó được trang bị cảm biến áp suất lốp luôn, cảm biến áp suất lốp nó được ẩn phía trong bánh xe luôn ha. Khi mà quý anh chị di chuyển thì nó sẽ rất là an toàn và không sợ bị kẻ xấu đánh cắp ha. Rồi, hông xe, đây, đây là phần hông xe nè. Hông xe quý anh chị cũng đã thấy. Nhìn bên ngoài thì nó sẽ rất là nhỏ nhắn, rất là nhỏ nhắn. Nhưng mà với quý anh chị vào bên trong thì nó rất là thoải mái và rộng rãi luôn. Đây, Tâm sẽ quay sơ lược về cái hàng ghế thứ hai cho quý anh chị đã thấy nè. Đây, rất là thoải mái luôn ha quý anh chị. Có bệ tỳ tai luôn. Phần đuôi xe đây, đuôi xe thì được trang bị cụm đèn hậu full led nối liền từ bên phải qua bên trái luôn, nó dạng chữ H đó quý anh chị, dạng chữ H, quý anh chị đi ban đêm rất là sắc nét luôn. Rồi bản cao cấp thì nó được trang bị logo ram âm nè, rồi chữ Tanager logo được cách đều ha. Đây, để Tâm mở cốp cho quý anh chị nè, thấy rõ cái đồ rộng rãi. Đây, đây là khi mà quý anh chị gặp cái hàng ghế thứ ba lại nè, còn khi mà quý anh chị kéo hàng ghế thứ ba lên nó sẽ như thế nào ha. Đây, khi mà kéo lên nè, cái góc nghiêng của ghế rất là lớn ha, với quý anh chị mình di chuyển đường xa nó sẽ thoải mái và dễ chịu hơn. Rồi tiếp theo thì mâm lớp dự phòng thì nó được đặt phía dưới này. Đây, mâm lớp dự phòng. Còn bộ đồ ngày á, bộ đồ ngày thì quý anh chị đây được để phía này. Còn khi mà quý anh chị muốn hạ lớp sơ cua thì nó sẽ có cái biểu tượng như thế này nè. Spray right nè. Rồi quý anh chị gỡ lên. Và quý anh chị chỉ cần dặn ốc này. Cái chiều mở đó quý anh chị, chiều mở là ngược chiều cái đồng hồ á, là nó sẽ hạ bánh sơ cua xuống ha. Rồi mình có thể thay vào di chuyển tiếp. Rồi, Tâm sẽ mở cửa ra cho quý anh chị mình thấy rõ nè. Đây, cái cửa thì như quý anh chị cũng đã thấy thì góc mở cửa cực kỳ lớn luôn, gần như 90 độ luôn. Giúp quý anh chị mình di chuyển lên xuống xe nó sẽ dễ dàng và thoải mái hơn ha. Còn nếu mà quý anh chị muốn di chuyển lên xe thì quý anh chị bật cái hàng ghế này như thế nào thì Tâm sẽ hướng dẫn luôn. Thì đầu tiên thì cái ghế ở vị trí này, trên cái dây thân ghế thì nó sẽ có một cái thân. Cái thanh này thì quý anh chị lẫy về phía trước nè, lẫy về phía trước, dứt khoát luôn nha quý anh chị, dứt khoát thì ghế nó sẽ được gập lên nè. Đây, mình có thể di chuyển lên ha. Rồi hàng thứ ba rất là rộng rãi luôn ha quý anh chị. Rồi mình gập xuống nè. Rồi cái bệ chì tay này nhiều quý anh chị sẽ không biết cách hạ xuống ha. Thì bệ chì tay này nó sẽ có một cái cọng dây nè. Nếu mà muốn hạ xuống thì quý anh chị phải kéo cọng dây thì mới hạ xuống được ha. Còn nếu không kéo nè, như Tâm nè, Tâm kéo cỡ nào nó cũng không xuống được luôn. Đây, Tâm sẽ kéo cọng dây và hạ xuống thì nó mới hay xuống được ha. Đây, trên cái bàn nước này thì mình chị kéo lên. Dạ rồi, tiếp theo thì trước khi vào xe thì Tâm sẽ hướng dẫn quý anh chị mình cái cách chỉnh ghế của xe ha. Thì ghế thì nó sẽ được trang bị 6 vị trí. Chỉnh ghế 6 vị trí ha. Đầu tiên thì nếu mà quý anh chị muốn chỉnh mà đi tới đi lui á thì mình kéo cái lẫy này lên nè, và trượt cái ghế đi tới đi lui ha. Rồi, còn cái này, cái cần này là cần điều chỉnh độ cao của ghế nè. Tâm sẽ hạ xuống nè. Hạ xuống thì quý anh chị nhấn xuống ha. Còn nếu mà quý anh chị muốn bơm lên thì quý anh chị kéo lên. Còn cái này là cái độ ngã lưng của ghế nè. Quý anh chị chỉ cần kéo lên thôi. Kéo lên là nó sẽ ngã về. Hoặc cầu quý anh chị muốn ngã về sau thì quý anh chị dựa về sau và quý anh chị kéo cái này lên. Để đẩy cái ghế về phía sau ha. Rồi, tiếp theo thì Tâm sẽ vào phần khoang lái để giới thiệu các tính năng cũng như là các chức năng phím bấm của xe ha. Rồi, để Tâm chỉnh ghế lại.
Rồi. Rồi, đây là khoang lái của Hyundai Palisade, phiên bản cao cấp nha quý anh chị, thì Tâm sẽ đề máy lên để cho quý anh chị thấy rõ cái khoang không gian nội thất ha. Rồi, đầu tiên thì quý anh chị chỉ cần đạp phanh và nhấn nút start up nè. Nhấn nút start up là xe sẽ được đề nổ máy. Đây. Rất là đẹp luôn, có đèn nội thất luôn quý anh chị. Rồi, đầu tiên thì Tâm sẽ hướng dẫn mình chỉnh gương ha. Chỉnh gương thì gương được trang bị gương chỉnh điện gập điện ha. Chỉnh điện thì quý anh chị chỉ cần, nếu mà quý anh chị muốn chỉnh kính bên bên trái thì quý anh chị gạt sang trái nè, rồi muốn chỉnh kính bên phải thì gạt sang phải. Tâm chỉnh kính bên trái trước ha, trái nè, rồi xuống nè, lên nè, trái nè, phải nè. Rồi gặp gương thì quý anh chị có thể gặp gương trực tiếp trong xe luôn. Rồi nhấn nút gặp gương. Rồi tiếp theo đây là nút mở lóc cửa, lóc cửa. Đây, mở lóc cửa, lóc cửa. Thì sẵn mở lóc cửa, lóc cửa thì Tâm sẽ hướng dẫn quý anh chị mình cách cài đặt trên đây luôn ha. Đây, trên màn hình táp lô thì quý anh chị nhấn liên tục về cái biểu tượng cuốn sổ nè quý anh chị. Cái biểu tượng cuốn sổ nè, quý anh chị nhấn vào. Nhấn tên tới khi mà cái biểu tượng cài đặt nè. Cài đặt. Rồi quý anh chị vào phần đo. Đo. Quý anh chị nhấn OK. Rồi tại đây nó sẽ có ba dòng, ba dòng ha, auto lock nè, auto unlock nè. Rồi auto lock có nghĩa là tự động khóa cửa, tự động khóa cửa. Có nghĩa là như thế này, khi mà quý anh chị vào thì nó sẽ cho quý anh chị chọn, chọn là đầu tiên là enable on shift, có nghĩa là khi mà quý anh chị chuyển số thì nó sẽ tự lock. Hoặc là quý anh chị đạt đủ tốc độ là trên 15 km/h thì nó sẽ tự lock. Hoặc là quý anh chị up, có nghĩa là quý anh chị phải sử dụng cái phím này, cái phím này để quý anh chị lock cơ. Rồi tiếp theo là auto unlock nè, nó sẽ cũng sẽ cho quý anh chị mình chọn ba cách nè. Đầu tiên là on shift to B, có nghĩa là khi mà quý anh chị về số B nó thì nó sẽ tự mở khóa. Hoặc là vehicle up, có nghĩa là cái máy nó tắt nó mới mở khóa. Hoặc là up, có nghĩa là quý anh chị phải tự lock tự mở lock ha. Rồi tiếp theo là nâng hạ kính nè, kính này là kính tài nè. Kính tài thì tự động một chạm, quý anh chị nhấn vào một cái thì nó sẽ tự xuống và tự lên cho mình luôn ha. Rồi mấy kính kia thì cơ ha, cơ một cơ mình phải nhấn và giữ. Đây, còn phím này là phím lock nâng hạ kính, có nghĩa là nó sẽ có chức năng lock nâng hạ kính ở hàng ghế phía sau này, hàng ghế phía sau này. Thì quý anh chị chở trẻ em hay gì á thì quý anh chị có thể sử dụng tính năng này để tránh tình trạng trẻ em hiếu động á, nó hạ kính xuống và nó leo trèo này kia, nó mất an toàn, thì mình có thể sử dụng tính năng này ha. Rồi tiếp theo là cái cần đèn nè, đèn nè. Thì hiện tại thì Tâm đang ở vị trí up là nó tắt toàn bộ đèn nè. Nấc đầu tiên là auto, có nghĩa là đèn tự động. Đèn tự động thì nó sẽ có cái tính năng khi mà quý anh chị đi trời tối thì nó sẽ tự động nhận biết trời tối, nó sẽ tự bật đèn, và khi mà quý anh chị đi trời sáng thì nó sẽ tự động tắt đèn ha. Cũng như khi mà quý anh chị đi đường hầm Thủ Thiêm á, thì vào hầm thì nó sẽ tự bật và ra hầm nó sẽ tự tắt cho mình. Còn nếu mà quý anh chị muốn sử dụng cái tính năng AHB, có nghĩa là đèn pha thích ứng, thì quý anh chị lẫy xuống cũng như đá pha với quý anh chị, thì trên màn hình nó sẽ có cái biểu tượng auto và đèn màu vàng. Thì hiện tại là nó chưa hoạt động tính năng ha, khi hoạt động nó sẽ chuyển sang màu xanh ha quý anh chị. Tiếp theo là cái nấc thứ ba là cái nấc có cái biểu tượng cái đèn và ánh sáng chiếu ra, có nghĩa là đèn định vị ban ngày, người ta nói đèn mi quý anh chị, đèn mi á. Thì mình bật cái đèn này lên thì nó sẽ chỉ trái cái dải đèn từ bên phải qua bên trái, phía sau cũng tương tự, nó không bật đèn pha cốt hay quý anh chị. Rồi tiếp theo là cái nấc cuối cùng là cái nấc để mình bật đèn pha cốt ha. Hiện tại là đang ở chế độ cốt nè, mình muốn pha thì mình lẫy xuống thì nó sẽ chuyển sang pha nè, chuyển sang pha nó sẽ có biểu tượng màu xanh nè, quý anh chị cũng đã thấy nè. Rồi đó là điều khiển của đèn.
Tiếp theo là điều khiển gạt mưa nè. Gạt mưa thì nó sẽ có gạt mưa trước và gạt mưa sau. Gạt mưa trước thì mình sử dụng đây, mình lẫy lên cái thì nó sẽ gạt một cái thôi. Mình muốn gạt nước thì mình lẫy lên, lẫy lên thì nước sẽ phun ra và nó sẽ gạt cho mình. Còn nếu mà quý chị muốn gạt ngắt quãng thì lâu lâu gạt một cái thì mình sẽ đây, đầu là ốp nè, mình lẫy xuống một cái thôi thì nó sẽ tới cái mức INT, có nghĩa là ngắt quãng. Tiếp theo là cái nắp lâu. Lâu là cái nắp khi mà mình gạt thì nó sẽ gạt chậm. Tiếp theo là cái nắp 2, nó sẽ gạt liên tục luôn ha. Rồi tâm sẽ tắt nè. Tiếp theo là vô lăng nè. Vô lăng thì được trang bị vô lăng bọc da, có các tính năng như đồng thoại gảnh tai, tăng giảm âm lượng ha, và các chế độ của radio FM. Rồi dấu sao này thì mình sẽ gắn cái phím này, ví dụ như quý vị gắn phím này cho mở âm thanh Bluetooth thì hồi tâm sẽ hướng dẫn ha. Rồi đây là Google Control nè. Google Control sử dụng mà khi quý anh chị chạy đủ tốc độ là trên 35 km/h thì quý anh chị nhấn nút này và nhấn nút trừ cái thì nó sẽ set cái tính năng đó cho quý anh chị là giữ cái tốc độ cố định. Quý anh chị không cần giữ chân ga ha, quý anh chị chỉ cần hờ hờ chân phanh. Khi mà quý anh chị muốn quỷ tới chế độ này thì quý anh chị đạp phanh, hoặc là quý anh chị nhấn nút này để quỷ tính năng này. Rồi còn đây là cái tính năng hỗ trợ giữ làn. Hỗ trợ giữ làn là có nghĩa là nó sẽ tác động vô lăng, nó sẽ đánh lái cho mình luôn á. Thì mình nhấn vào nút này thì hiện tại là nó đang chưa hoạt động nên vô lăng nó còn màu xám nè. Còn nếu mà hoạt động thì nó sẽ chuyển sang màu xanh cho mình ha. Rồi đó là cái tính năng trên vô lăng. Tiếp theo là tính năng trên màn hình nè. Màn hình thì Tâm sẽ hướng dẫn quý anh chị mình cái cách kết nối Bluetooth ha. Đầu tiên muốn kết nối Bluetooth thì quý anh chị vào setup nè, vào phần kết nối thiết bị nè. Đây quý anh chị hiện tại là nó đang kết nối với một cái thiết bị tại mới đầy máy xe lên. Tâm sẽ quỷ vào thêm mới để kết nối cho quý anh chị xem nè. Quý anh chị thêm mới nè, ok nè. Rồi tại đây thì quý anh chị vào điện thoại mình nè, vào điện thoại mình và quý anh chị bật Bluetooth lên, Bluetooth lên ha. Đây Bluetooth và tìm thiết bị ta laser nè. Đây quý anh chị nhấn vào và kết nối thôi, kết nối. Sau khi mà nó báo kết nối ok rồi đó thì mình có thể là bật nhạc lên, rồi mình có thể truyền nhạc từ điện thoại lên ha. Rồi sau khi mà đã kết nối xong thì mình có thể bật nhạc lên nè. Bật nhạc trên điện thoại ha. Trên điện thoại thì mình có thể phát nhạc trên YouTube hoặc là Zing MP3 mình mở lên ha. Đây để Tâm mở thử một bài nè. Đây, mình có thể tăng giảm âm lượng trên đây, hoặc là tăng giảm âm lượng trên đây ha quý anh chị. Đây. Đây, đó thì là cách mà quý anh chị nghe nhạc ha. Còn các phím trên đây thì như thế nào nè. Đây là tăng giảm âm lượng nè. Đây là bản đồ nè. Rồi đây là cái phím mà lối tắt vào để tìm kiếm của bản đồ. Đây là radio nè. Đây, đây là phím tắt nè, để tắt tất cả các tính năng để cái màn hình mình im lặng ha. Đây là media là mình bấm vào để phát nhạc ha quý anh chị. Bấm vào để phát nhạc ha. Rồi đây là phím setup để mình cài đặt các cái tính năng như là quý anh chị kết nối Bluetooth, rồi chỉnh âm thanh. Âm thanh thì mình có thể chỉnh vị trí nè, vị trí ra sao hoặc là qua phải qua trái tùy theo mà quý anh chị muốn nghe. Rồi bộ điều chỉnh nè, mình có thể tăng âm trầm âm cao gì lên để cho cái bộ loa mình nó hay hơn theo ý quý anh chị thích ha. Rồi đây là đèn nội thất nè. Còn đây là tăng giảm nhiệt độ, tăng giảm gió, mình gạt lên gạt xuống ha. Đây là ốp là tắt tất cả các tính năng gió điều hòa đồ này kia luôn. Đây là bật tắt điều hòa nè. Đây là bật nè, tắt nè. Đây là hướng gió nè. Đây là lên mặt nè, dưới chân lên mặt nè, dưới chân nè, dưới chân và lên kính nè. Đây là sửa kính trước nè, kính sau nè, gió trong gió ngoài. Rồi để kết nối cái Bluetooth xong rồi thì Tâm sẽ hướng dẫn quý chị mình cái cách kết nối Apple CarPlay ha. Apple CarPlay thì quý anh chị cần bật Siri trên cái điện thoại mình ha. Quý anh chị lướt vào vào phần cài đặt nè.
Rồi quý anh chị vào lướt 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 để kiếm cái phần series ha, series và tìm kiếm nào. Quý anh chị vào series tìm kiếm, quý anh chị bật hết ba phím này lên giúp em ha. Rồi sau đó quý anh chị ghim vào có cái cọng cáp, quý anh chị ghim vào cái đầu giúp bi nè. Rồi quý anh chị ghim vào ha, ghim vào. Rồi lúc này thì điện thoại nó sẽ báo là cho phép Kali với Taliger hay không, là quý anh chị cho phép nè, cho phép. Rồi lúc này trên màn hình xe đã đồng bộ với cái điện thoại, thì quý anh chị có thể nghe nhạc DMP3 trên đây, hoặc là quý anh chị tìm kiếm bản đồ ha, rất nhiều tính năng luôn, nó rất là sang ha, giao diện rất sang. Rồi Tâm sẽ đề máy lên và vào số R, vào số nào, vào số D cho quý anh chị được thấy rõ ha. Đây đây, Tâm sẽ vào số R nè. Số R thì nó sẽ bật cam lùi lên, số R, và trên màn hình nó để số R nè, và trên xe nó sẽ, phía sau xe nó sẽ có ba cảm biến nè. Quý anh chị đánh lái bên nào nó sẽ hỗ trợ dự đoán góc lái mình mới nói hết quý anh chị, rất là tiện lợi luôn ha. Rồi số N là số no, số no trên màn hình nó cũng để chữ N nè. Đây là lúc trạng thái xe ở vị trí không có số ha. Rồi vị trí D, D là vị trí số tiến nè, số tiến trên màn hình nó sẽ để chữ D. Còn khi mà quý chị lật lật sang trái thì nó sẽ chuyển về S, S thì nó sẽ, nếu mà quý chị lấy lên thì nó sẽ như, và quý chị có dấu cộng nè là tăng số, trừ là giảm số, lên là tăng số nè, xuống là giảm số nè. Ở vị trí hiện tại thì xe đang đứng yên nên nó chỉ được ở số 1 thôi ha. Khi mà quý chị di chuyển thì nó sẽ tự động chuyển số cho mình theo cái ý mình muốn, là mình sẽ gạt lên thì nó sẽ cộng và gạt xuống nó sẽ trừ hả quý chị. Rồi remote là chế độ lái nè, chế độ lái thì quý chị nhấn vào thì nó sẽ thay đổi chế độ lái nè, eco, normal, sports, smart theo quý chị, theo ý quý chị thích nè. Rồi đó là chi tiết các tính năng trên Hyundai Stargazer phiên bản cao cấp. Thì quý chị mình nào có nhu cầu tư vấn về xe hoặc là giá xe thì cứ liên hệ trực tiếp với Tâm, số điện thoại phía bên trên màn hình, Tâm sẽ hỗ trợ giải đáp tất cả các thắc mắc cho mình hay quý chị. Nếu mà quý chị mình thấy hay và bổ ích, có thể cho Tâm một lượt like, một lượt đăng ký để em có động lực làm ra những video mới. Xin chào và hẹn gặp lại quý chị ở những video về xe Hyundai tiếp theo.